Ok, hello anh em. Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại nhá. Vậy chắc là anh em có nhìn thấy rồi đúng không? Đây này. Hôm nay là đúng là ngày Giáng sinh luôn anh em ạ. Thế nên là mấy cái hộp rương của chúng ta biến đổi, nó bị đổi thành hết mấy cái hộp quà này anh em ạ. Trông khá là hay vậy. Thực ra mấy cái này là mấy cái rương của chúng ta nhá. Ô này, chỗ hay không anh em? Đấy, đây chính là cái rương ấy. Đây này, tôi đặt cho anh em xem, thấy đẹp không? Holy shit. Đó, cực kỳ xinh xinh và đẹp luôn. Thì nếu mà anh em thắc mắc là vì sao mà hôm nay là ngày Giáng sinh nhưng mà lại đến tận giữa tháng 1 tôi mới đăng video này, bởi vì tôi làm trước video đấy anh em. Bởi vì sắp tới là đợt Tết là tôi có về quê. Sau đó thì đợt tháng 3, tháng 4 thì cũng có bận nhiều thứ nên là tôi làm trước video để sau này có bận thì vẫn đăng được video lên cho anh em xem ấy. À, thực ra tôi rất là muốn đăng một ngày một video anh em ạ. Nhưng mà nếu mà làm vậy thì tôi sẽ không tích được video ấy. Thế nên là tôi cứ phải để 2 ngày tôi mới đăng một cái thể tôi còn tích video lại. Ok. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng xây chuồng bò anh em ạ. Nhưng mà từ từ rồi tôi nhảy cái anh em ạ. 1 2 3 4. Ok. Tôi cũng đã tính toán khá là nhiều về cái chuyện là mình xây chuồng bò, mình xây bằng cái gì, rồi mình xây ở chỗ nào. Xong hồi tính toán tôi đã quyết định là tôi sẽ lên mạng tôi xem thử anh em ạ. À, sorry anh em nhé, hơi bị ấy một chút rồi. Thì hơi bị ốm hay sao anh em ạ. Đây này, thì trước là tôi nhớ là mình đi cái đường này là mình có thể đi qua được một cái. Thì từ tôi lôi cái sức mạnh của tôi đã. Tôi nhớ là mình đi cái đường này thì mình có thể đi qua được một cái rừng. Cái rừng, rừng mà nó có cái loại cây sồi anh em ạ. Đấy, Superman chạy đấy. Rồi ôi, hóa băng em ấy. Rồi ôi, cái ý nghĩa của cái việc của cái cha sắp tối rồi à? Tôi đi về đi ngủ anh em ạ. Đi về ngủ quá đi đúng không? Không cần phải sợ. Nè, ý nghĩa của cái việc mà cái giày tôi chạy đến đâu nó hóa băng rồi đấy. Ý nó là nó bảo là tôi quá lạnh lùng đấy anh em. Ơ. Sao một chém mà nó không chết nhỉ? Tôi nhận ra là con cừu máu nó có vẻ là yếu hơn con là bò và con lợn anh em ạ. Mình đứng bình thường mình chém một phát là cừu chết rồi đây này. Đó. Thế nhưng là bò mà đứng bình thường mình chém một phát thì nó không chết đâu, mà mình phải nhảy lên cơ đây này. Đó, thì mình phải rơi trên xuống ấy, thì mình mới đập nó chết. Đây này, đây chính là cái khu rừng cái này. Hơi tối đúng không anh em? Có đuốc không? Đây rồi, có đuốc rồi. Để nó cắm cho anh em, cho anh em thấy sáng sáng lên này. Cái gì cơ? À, cái bò. Hóa băng em này, rồi. Này, đấy. Sáng chưa? Đây là lần đầu tiên trong cái game này mà mình chặt các loại cây luôn đấy anh em. Thế nên là nó mới thông báo mình là mình chặt được cây kìa. Tôi lên để tôi chặt nốt cái bên trên này. Cho cây lơ lửng là một tội ác ấy anh em. Một tội ác mà không phải tha thứ trong Minecraft. Thế mà trong cái đó thì cái tập mà tôi đi địa ngục tôi chặt toàn cây rồi sau đó thì tôi để cho nó toàn bay trên trời các bạn.
Hết chưa? Hết rồi anh em ạ. Ok anh em, tập trung vào bây giờ tôi sẽ cứ đi xung quanh vào chặt cây thôi anh em ạ. Và tôi đã chặt khá là nhiều các loại cây này thôi, tôi sẽ quay trở về nhà và tôi ấy. Khi nào mà tôi xong thì tôi sẽ quay lại với anh em nhá. Anh em đợi tôi tầm 10 phút nhá. Ok anh em ơi, cuối cùng thì tôi cũng đã chặt xong cây rồi. Rồi tôi đang chạy trên đường về nhà rồi. Chặt mà một phát trời sáng luôn rồi này. Tôi thật là vừa nãy tôi lại một pha nó đần độn anh em ạ. Tôi á cho anh em đây men. Ơ quái nào, tôi nhìn mặt nó xong thì tôi có nhìn mà. Thì đáng ra thì nó phải à, thằng này nó không xuống, nó không xuống được bên dưới nước đâu anh em ạ. Thế nên là mình cứ đứng ở sông này. Đứng ở sông này là mình an toàn anh em ạ. Đâu vậy? Ái chà. Ái chà. Đau đau. Qua đây bạn này, qua đây bạn này. Có ngọc không? Có mỗi cái cục ấy thôi, có mấy cục cỏ thôi. Để tôi nói thật với anh em là vừa nãy tôi chặt cây mà tôi gọi là tôi hết rìu. Tôi chặt cây mà tôi mang có mỗi cái rìu bạc, có mỗi tí. Thế là tôi phải làm rìu gỗ để chặt đây anh em. Bây giờ anh em nhìn nhà tôi này, cứ mỗi lần tôi đi là đều tạo cái crab table. Bây giờ nhà tôi có đây này, có đến mấy cái crab table luôn rồi này. Ok tôi dọn đồ tí anh em ạ, tôi dọn đồ, tôi cất đồ tí xong tôi đấy, chung là mạnh nhẹn mạnh nhủng cây cối này, cối cấy này. Nãy đi trên đường cũng farm được khá khá, nãy chặt cây chặt củng farm được bò bụng cái thứ zombie này. À hết rìu rồi anh ạ, từ từ tôi kiếm cái rìu mới hay là tôi làm cái trong này cũng không còn cái rìu nào luôn. Làm mới đi anh em nhỉ, nhà mình nhiều bạc mà giàu. À từ từ tôi còn quên mất, tôi còn phải làm cái cục tạ ấy làm thế nào ấy nhở, cái anvil. Ủa ôi mình cần 3 block cơ, ôi mà mình mới có chắc không đủ đâu. 3 block là 9 x 36 à, 3 block là cần tận 36 ạ. Ô tôi còn thiếu đúng một bạc anh em ạ. Thiếu đúng một bạc là mình làm được cái đấy rồi. Thôi, cất tiền các bạn, cất đi sau lại làm sau. Yeah. Rồi. Xây nhà thôi anh em ạ. Thì cái thiết kế đấy của tôi là tôi mượn được từ học được từ một người trên YouTube. Nói chung là họ xây cũng khá là đẹp. Đơn giản mà đẹp lắm anh em ạ. Tôi nghĩ là tôi sẽ xây nó ở đây. Tôi nghĩ là tôi sẽ xây nó ở sau nhà. Vậy thì mình phải dọn xung quanh chỗ này đã anh em ạ. Nói chung là cái đấy thì nó không có rộng lắm nhưng mà thì nó khá là dài. Thì cái chuồng bò đấy nó khá là dài. Nên là tôi sẽ chặt tạm một tí cây để mình trông nó mình xây cho thoải mái. Có lừa chúng sinh vậy. Tao hết cà rốt vàng rồi, mày đừng có nhìn tao. Mày có ăn thịt heo nướng không mày? Không ăn anh em ạ. Nó phải ăn cà rốt vàng thì nó mới chịu cơ. Khôn ghê bởi vì là cà rốt vàng là một trong những món gọi là tốt nhất trong game luôn đấy anh em ạ. Quá khôn. Ok. Rồi tôi thử xem được chưa nhá. Và từ từ đó thì xây cái hướng nào ấy nhỉ? Hình như là xây hướng đúng rồi đây này, đây này được gọi đặt crab table nào. Chốc nữa là mình cần phải nhiều, mình cần nhiều cái crab, mình cần dùng nhiều cái này lắm.
Đúng rồi, chúng mình còn cần có đá nữa. Ôi chết chào rồi. Mà nhà tôi là hết đá rồi sao ấy. Cần cái cobblestone ấy. Hết sạch cobblestone rồi, tôi xuống đào tí anh em ạ. À đây 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 đây. Đào bên cạnh ngay luôn nhỉ. Có khi sau này mình làm một cái phòng bí mật ở đây đúng không? Cũng hợp lý nhỉ. Đào để làm phòng mà đào để farm đá luôn. Rồi. Ủa bạc luôn kìa, ngon chưa? Nhiều rồi. Chưa là mình cũng không có cần nhiều cobblestone lắm. Đào xong mấy chỗ này là xong rồi đấy. Đấy, đào thế thôi. Thôi đào nốt tí bạc đi. Thôi đào nốt cái bức ấy đi. Xong rồi mình xong. Cuốc của mình đào khá là nhanh anh em nhỉ, khá là tiện. Tôi lấy cái đuốc tôi cắm ra cho sáng nhà sáng cửa, chứ không cái chỗ này trở thành hang ổ của bọn ấy đấy. Bởi vì trong game này là chúng nó spawn ở chỗ nào tối đấy anh em. Chứ mà cái chỗ nào tối thì bọn nó sẽ spawn ra đấy. Thật bọn quái ấy, zombie rồi creeper. Nói thật chứ với cái chỉnh của tôi bây giờ tôi chả sợ con nào luôn ấy. Mà anh em biết con duy nhất mà tôi sợ là con creeper anh em ạ. Bởi vì tôi chỉ sợ nổ hỏng nhà thôi. Còn lại zombie zombie bụng tầm này đánh gãi ngứa tôi anh em ạ. Rồi. Lừa. Rơi nhiều cây nhỉ. Vậy tôi chặt cái đống cây thông kia nó cũng rơi ra khá là nhiều. Nhưng mà tôi trồng lại anh em ạ. Trồng lại thiên nhiên anh em ạ. Sống vì thiên nhiên. Rồi. Xây thế nào nhỉ? À bỏ cái giày ra chứ cha, cái giày của mình sắp hỏng rồi anh em ạ. Tí nữa là hỏng rồi này. Ghê quá. Đấy, tôi thử xây cái này em được không? 1, 2, 3. 1, 1, 2, 3. Xây tổng cộng là bao nhiêu lần này nhỉ? 1, 2, 3. Hình thêm cái nữa anh em ạ. Đấy. Anh em thấy nó dài chưa? 1, 2, 3. 1. À. Tôi thật là tôi không phải là một người thích xây nhà anh em ạ. Khổ. Tôi rất là thích sinh tồn đấy. 2 3. Khi mà tương lai mà nó ra cái bản 1.17 cho tôi chơi á thì lúc đấy tôi sẽ lại tiếp tục sinh tồn ở địa ngục. Không, hoặc là chúng ta sẽ lúc đấy chúng ta sẽ có nhiều cái loại sinh tồn khác hơn. Đấy, trường hợp bây giờ chúng ta đã xây lấp như này này. Hết gỗ rồi, chưa gì đã hết gỗ rồi ấy, cho nên là cái này tốn gỗ lắm, cho nên là tôi phải chặt một đống gỗ này. Ok không anh em? Đấy, xong 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 cái tường rồi. Xong rồi xây sao ta? À. Chúng ta phải làm bằng cái gỗ oác ấy, nó có cái gỗ oác, cái gỗ ốc này là cái gỗ oác gì đó, chung là tôi không có biết đọc từ đấy. À, đâu nhỉ? Đây. Fence, đúng rồi. Chúng ta xây bằng cái này và chúng ta dùng cái fence nó của cái này luôn. Có đúng không ta? Lấy cái này ra nào. Để tôi grab cái fence. Cái fence là cần cái gì ta? Đây. Cái này đúng không? Này đúng không? 23. 23 chung là chưa đủ đâu anh em ạ. Năm mươi à, tôi đoán 50 chắc là mới đủ đấy. Đây. 4, 5 à, xong đặt vào cục ở đây này. 1, 2, 3, 4, 5. Đặt à. 1, 2, 3, 4, 5. Ê, nhầm rồi.
1, 2, 3, 4, 5. Ok. Chỗ này rậm rạp quá nhở. Đấy. Cái này là cách dọn cỏ cực nhanh anh em ạ. Cách dọn cỏ thần tốc. Năm. Đó, xong rồi đấy. Xong rồi thì mình sẽ đặt mấy khúc gỗ vào đây này. Thế mà hồi trước cái lúc mà tôi xây căn nhà ấy, thì tôi không có biết là ở xa xa kia thì nó có cái khu rừng thông à, tôi không biết. Chứ không thì nếu mình thay cái khu rừng thông nó bằng, nếu nếu mình thay cái loại gỗ đác oác này nó bằng cái khu rừng thông, nó bằng cái gỗ ở trong khu rừng thông thì khá là đẹp đấy. Trông cái này giống thanh sô-cô-la cả nhỉ. Ngon nhỉ. Khá giống thanh sô-cô-la. Một sẽ bao nhiêu ra? Hai. Hai thôi sao ấy. Một, hai. Cố nốt cái này xong rồi mình đi ngủ ấy các bạn. Một, hai. Hai. Một, hai. Ok, đi ngủ ấy. Với tôi chặt cây là tôi quên có mang giường, thế là tôi chặt xuyên đêm, tôi bị zombie nó hỏi thăm nhiều lắm anh em ạ. Và nhất là skeleton. Rồi 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 rồi. Rồi anh em ạ, chúng ta đã xong cái phần về phần thân rồi đấy. Bây giờ chúng ta sẽ xây cái mái anh em ạ. Thì là cái mái thì xây như thế này này. Nhưng mà chúng ta tất nhiên phải grab gỗ rồi. Grab một phát một đống luôn cho nhiều. Chúng ta sẽ dùng cái slab anh em ạ. Xong chúng ta sẽ xây nào ta. Nhớ rồi. Không lên được à? Đây, thế này mới lên được. Đấy, bây giờ tôi lắp mái ạ. Chung là cái mái này thì nó sẽ hơi lâu một tí anh em ạ. Tại vì là nhầm 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 bên dưới chứ. Ơi nhầm nhầm. Đó, thì tôi thì mình chỉ xây tới đây thôi anh em ạ. Thì cái mái sẽ hơi lâu một chút. Anh em đợi tôi một chút để tôi hoàn thành xong cái mái xong tôi quay lại với anh em nhé. Hết mất slab rồi anh em ạ. Đó. Ơi. Chà. Enderman. Enderman. Ender. Chết ngay. Tôi cũng đấy hoàn thành cũng sắp xong cái ấy rồi đấy. Em thấy không? Đấy, sắp xong cái ấy rồi đấy. Này, này. Sắp xong được được một bên rồi. Ok, xong một bên rồi đấy. Chưa 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 chưa. Có đoạn nữa ở đằng sau này này. Hình như là nó còn có cái này nữa cơ. Đây này, tôi nhớ là nó còn có cái này. Cái nào ta? Cái này à? Đấy. Thì là mình sẽ highlight cái chỗ này lên đó. Thả hai ô em hề. Thì mình sẽ highlight cái bên cạnh này nữa. Đấy. Ok. Đấy, mình xong một bên đấy. Bây giờ mình sẽ làm tương tự với cái bên còn lại anh em ạ. Này. Ui rồi ôi thật chứ. Nhảy nhủng bây giờ đối với tôi là thánh nhảy rồi anh em ạ. Hãy tôi khuyên thật anh em là nếu mà anh em muốn chơi giỏi Minecraft nhá, hãy thử chơi sinh tồn trong địa ngục. Nhá. Anh em mà sống sót được
lâu lâu nó giống như tôi là anh em có thể gọi là pro lắm. Nào nào tôi phải bắt đầu lại cái series sinh tồn địa ngục anh em ạ. Đấy, anh em đợi tôi tí để tôi hoàn thành xong cái đống này xong tôi sẽ quay lại với anh em nhá. Ơi ơi, nhầm nhầm. Hết nó slap rồi. Đấy anh em ạ, sắp xong rồi đấy. Tôi lên tôi highlight cái này lên cái. Ui rồi, nhảy xịt quá nhỉ. Nào nào, thôi qua qua rồi đấy, highlight cái viên này lên. Thì anh em có thấy cái chỗ giữa này đây này, cái chỗ này này tôi để một khoảng trống đúng không, thì xây cái nào ta? Tôi nhớ là bọn nó xây cái này, chúng có xây hai cục ở đây, xong chúng nó đặt một tấm ở đây, chúng có nhảy qua đây, chúng nó đặt tấm ấy rồi pro. Để tôi làm à, đây đây con ma à, con này đấy. Nói chung là chúng ta xây cái này chúng ta cần khá nhiều cái tấm slab nhỏ nhỏ. Đấy, chúng ta sẽ xây ngang nó ra này. Ok không anh em? Đấy. Nói. Xong chúng ta làm gì nhỉ? Đây. Rồi xong xong xây xây cái ở đây rồi đấy, xong một cái nữa vào đây là một cái nữa vào đây này ok ok rồi đấy, bây giờ cứ kéo dài ra là chúng ta được cái mái rồi đấy. Rồi tía thôi. Ok rồi anh em ơi. Tôi nhớ là họ còn highlight cái này lên nữa này. Họ highlight cái này lên này. Đó. Ok. Bên này cũng vậy này. Nhưng mà bên này đặc biệt hơn một tí các bạn. Đó là bên này thì họ còn xây cái này nữa cơ. Này họ xây quái nào nhỉ? Ở đây 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 đây. Đấy. 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 Xong cái máy đây cái mày. Rồi. Đẹp chưa? Đẹp chưa? Đây tuấn xa xa cho anh em nhìn thế nhưng mà nó bị vướng cái nhà quá nhỉ. Đào cái này được ạ. Đấy, xong cái máy thân yêu đấy. Rồi ôi. Thấy đẹp chưa? Thấy đẹp chưa anh em ơi? Tôi lùi cái này, tôi chỉ sợ tôi lùi vào anh Creeper anh em ạ. Đấy. Xịn chưa? Để chúng ta làm cái cửa fence gate này fence gate thì làm nào nhỉ, cần có ấy này stick. Trời ơi, tôi có 52 cái ở đây mà. Tôi lại mù nữa rồi anh em ạ. Làm bao nhiêu cái nhỉ, 5 cái đúng không, vì mình có 5 chỗ mà. Làm đi. Ok, một gì đây? Thế quái nào mà tôi làm cái hàng rào tôi làm bằng cái gỗ ác, nhưng mà tôi làm cái này thì tôi lại làm bằng cái gỗ sồi. Nhưng mà trông cũng đẹp anh em nhỉ, trông trông được ấy nhỉ. Ok không sao. Hơi thiếu ánh sáng nhở, anh em thấy vậy không? Đây từ từ á, tôi đặt cái này vào đây đã. Cái này họ đặt nào nhỉ? Này đúng không? Đúng rồi. Cái fan là họ đặt thế này này. Đó. Fan fan
Xong bây giờ mình cần cái thang, cần cái thang bộ ấy. Đâu, thang bộ rồi. Đây ai? Ai oak stair. À thôi, xem mình có dùng cái ốp làm gì, mình dùng cái ấy đi, cái này này, cái này này. Cái này đi. Dùng cái gỗ sồi đi, đi ngủ cái. Ok. Yên bình đúng không anh em? Đấy. Sau những giờ phút căng thẳng trong địa ngục, xây nhà xây nhục này khác là yên bình, thích. Rồi, rồi, ơi, từ đây. Ok, anh em thấy có hơi thiếu ánh sáng không? Hơi thiếu ánh sáng nhỉ? Tôi tính mang cái đèn lồng ra cho đặt. Nhưng mà bởi vì chuồng bò mà thì phải để nó hơi 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 nông thôn, hơi đồng quê một tí đúng không? Chả lẽ mình lại mang cái đèn lồng ra mình đặt thì ấy quá. Đây này á, tôi sẽ đặt mỗi cái ở đây là một cái đuốc á. Đấy. Đúng rồi anh em ạ, nó còn có một cái nữa đó là chúng ta phải chặn cái này lại này á. Chứ không thì zombie nó thò tay vào nó ăn cướp bò của mình ấy á. Chặn lại cho nó an toàn. Đôi khi có mấy con zombie con đấy anh em ạ, tôi rất là ghét mấy con zombie con. Ốp, ốp, ốp này, lấy cái ốp này đúng rồi. Xong grab cái fan. Ok. Ok các bạn, xong rồi đấy. Đó, cho hoàn thành cái chuồng bò của chúng ta rồi. Cho hoàn thành cái chuồng bò của chúng ta rồi các bạn. Hay như từ từ á, tôi muốn đi vệ sinh quá anh em ạ, từ từ. Chắc là tôi phải đi vệ sinh cái. Từ từ á, tôi nhóm chỗ này làm sao, tôi chỗ này nó hơi làm sao đó này. Anh em thấy nó hơi vuông không? Để mình đặt cái đấy vào đây cho nó hết vuông này. Đấy, xin nhờ. À. Đấy. Xịn chưa? Để ta slap đâu. Rồi. Đặt vào đây. À. Đặt vào đây. Kéo dài dài tí anh em ạ. Rồi. Cái này là tôi tự trang trí thêm ấy. Chứ mà cái lúc mà họ xây thì họ không có xây cái này đâu ấy. Tôi cũng giỏi mà đúng không? Đây nữa. Kéo dài ở đây tí. À. Đẹp ngay đúng không? Ok. Từ từ anh em nhé. Tôi đi xinh tí anh em ạ. Rồi. Ok anh em ơi. Tôi xong rồi đây. Tối là chưa. Tôi nhìn nhầm à? Tôi tưởng tối rồi. Ok anh em, cất tí đồ. Cất 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 cất. Chung là cất này nhanh mà bởi vì toàn là gỗ đúng không? Cất khá tiện. Cây cối. Cối cấy. Đất này. Đất phải chạy đục. Cỏ này. Đấy, xong rồi đấy. À đây này. Tôi chưa cho anh em xem cái hộp của tôi đúng không? Cái hộp súp cơ này này đấy. Đây là để số đồ mà tôi chuẩn bị để sang lần sau khi mà tôi đến cái gì ấy nhỉ? Đến cái lâu đài dưới đáy biển là tôi sẽ mang theo cái đống đồ này anh em ạ, bởi vì tôi nhận được tất cả những cái đống đồ này là đều có một cái tác dụng này đó. Thì nó rất là quý, nó rất là cần thiết đấy. Đợi tí các bạn. Tôi chỉnh cái này cái. Ok rồi. Tất cầu về đi. Đấy. Bây giờ ấy, chúng ta cần có lúa. Ai hi hi hi. Thành con lúa này để chúng ta dụ bò anh em ạ. Bò nhỉ. Đấy. Chuồng. Tôi mấy chuồng này cũng hay, tôi nghĩ là chúng ta à ừ nhờ. Bây giờ nhá, có 5 chuồng đúng không? Một chuồng bò này. Hai chuồng cừu này. Ba chuồng gì anh em nhỉ? Chuồng vịt nhá. Bốn chuồng lợn nhỉ. Còn năm một chuồng gì? Chuồng ngay bây giờ mình để chuồng gì ra anh em? Nói chung là mình cứ mang bò bò vịt vùng các thứ về đấy đã nhở. Đây
một đám đây, lợn vào ấy đây. Thế là tôi sẽ lôi bò này. Xong bắt đầu tôi sẽ mượn tí mía. Ở đâu nhỉ? Đây này. À, tôi mượn tí cà rốt. Tôi mượn tí cà rốt. Anh ơi cho em xin tí cà rốt. Ôi ôi, thu ruộng đẹp không em? Thu ruộng đẹp chưa? Thích. Đây tôi trồng tôi ăn đúng không? Tôi nhốt hết cái làng này, tôi lại nhốt hết tất cả các anh dân vào trong ấy rồi, vào trong vào trong nhà rồi. Nhưng mà nhốt vậy để cho an toàn cho mấy anh đấy anh em. Nếu mà giá mà cái làng của mình mà nó cũng gọi là an toàn để cho các anh ấy chạy ra để các anh chơi nhở. Chào anh, chào anh Hùng. Anh có nhớ em không? Khổ thân anh. Tôi thấy cũng thương thương mấy thằng dân đấy anh em ạ. Tôi đang nghĩ là có thể tương lai tôi sẽ xây một cái gì đó kiểu là một ngôi làng bằng cách của nó. Tôi sẽ rào lại cho nó an toàn à. Hoặc là một ngôi làng ở dưới lòng đất đúng không? Hoặc là một ngôi làng ở dưới đáy biển chẳng hạn. Cũng vui mà. Khá là nhiều ấy nhở. Nhiều nhở. Nào, dụ bò rồi, bò đi ra đây bò. Mở cửa ra cho các anh bò ra. Qua đây. Đúng rồi, từ từ từng con đây nào. Cái con kia đi qua đây nào bò. Rồi, xong đóng cửa vào này. Lợn cứ để đấy anh em ạ. Chốc mình ấy lợn sao. Đi nào các bạn đi. Rồi. Chuồng bò rất là quan trọng. Đấy, chuồng bò là mình có thể có da đấy anh em. Là mình có thể làm được sách. Đâu rồi? Đây rồi. Vào đây các em này. Đi từ từ đấy. Không tranh nhau. Đấy, tôi biết ngay là chúng lại tranh nhau mà. Đi vào đây các bạn đi. Lúa này các bạn đi. Vào đây. Rồi. Hai bên kia. Đúng rồi. Ok. Ok các em. Rồi, tôi biết là bọn lợn nó thích cái gì rồi anh em ạ. Thích cà rốt anh em ạ, đây này. Bọn lợn này thì được cái là nó khác cái bọn lừa và bọn ngựa. À, qua đây. Lại tranh nhau à? Tránh các bạn đây. Cho bạn này qua trước. Qua đây, đúng rồi. Bọn lừa chúng có thích cà rốt vàng luôn cơ. Kén chọn kinh khủng. Nhưng mà bọn lợn thì chỉ thích cà rốt thôi. Tôi sẽ nói ít ít để cho anh em một thưởng thức nhạc. Tôi rất là thích nhạc Minecraft anh em ạ. Hay. Lại xem nhau à. Chào các bạn đây. Ơ lại đây, lại đây, lại đây. Ơ. Ừ. Rồi. Sao gọi? Ok. Đây là chuồng cừu. Đi tìm cừu anh em ạ. Xung quanh đấy có cừu không? Trong dân làng có nuôi cừu không? À tôi nhớ cừu thì là ở cái khu chỗ nào có khá nhiều. Cừu ở khu này có khá nhiều anh em ạ. Ê chết cha, mình để cái hộp sugar của mình ở đâu ấy? À kia kìa. Tôi để cho nó trong nhà này. Anh em thấy nhạc hay không? Nhạc hay không? Biết hay nè, tôi nói ít ít thì để cho anh em thưởng thức nhạc ấy. Anh em thấy tôi có tâm lý không? Quá tâm lý luôn đúng không? Nếu mà thấy tôi tâm lý thì hãy cho tôi một like anh em nhé. Vịt. Được rồi, tôi gọi vịt về trước. Vịt đây, đi về vịt đây. Vịt ngon quá nhở.
qua đây viết đấy. Chứ mà hai con là đủ để mình phối giống rồi, thì sau này thì mình cứ cho chúng nó chơi nhau thôi được. Đấy, chung là chúng mày về nhà, chúng mày cố gắng ngoan ngoãn. Về đây đi, về về đây. Chung là tao không không cần biết là chúng mày là đực hay là gì, chúng mày cứ 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 làm sao để mà nó có con là được nhá. Đấy. Đúng rồi, ngoan lắm. Xếp thành hàng nhá. 1 2 3 4 nhá. Chốc nhớ điểm danh đấy. Chúng mình có cái giày này, tôi có cái siêu năng lực cái xong bắt đầu tôi dẫn mấy con động vật tôi đi qua biển thấy easy ghê anh em ạ. Quá easy anh em ạ. Nhìn nhanh lên mấy bạn đi, trời sắp tối rồi này. Tôi lấy đồ ăn cái các bạn. Ê cái gì đấy? Cái gì đấy? What? Chết ra đây. Thế quái nào mà tôi đang đưa chúng con đi thì tự nhiên thì chúng có chơi nhau luôn anh em ơi. Bây giờ đàn tôi có thêm con thứ năm rồi. Mỗi tội là con năm hơi bé. Để vào đây bạn này. Chưa về nhà mà thích quá rồi thì ấy nhau luôn này, chả hiểu. Thôi gì đây, vào trong. Vào trong. Rồi. Ok. Trốn à? À, trốn à, trốn với ai? Từ ấy là tôi ngủ cũng khá rồi mà không thấy ông già Noel đến tặng quà tôi nhỉ? Không thấy anh già Noel đâu. Rồi, tìm nốt cừu được đấy anh em ơi. Tôi còn cái chuồng cuối tôi chưa biết có, tôi chưa biết là nên để con gì. Anh em có sáng kiến gì không? Anh có sáng kiến gì không thì hãy comment ở phần bình luận nhé. Đây là chuồng cuối mình để một đống. Ủa sao cá to thế? Anh em nhìn con cá to không này? Ủa thì mình có thể bắt được cá bằng cách là mình dùng xuống nước anh em nhé. Đây này, đây. Ở đâu rồi? What? Đấy, tactical fishing đó à. Thế là bây giờ thì cái số nước của tôi thì hết được con cá. Sau này tôi muốn thả con cá ra thì tôi có đặt cái số nước xuống ấy à. Chúng ta sẽ bắt được cá bằng số nước hay lắm. Cứu đâu rồi? Cuối cùng thì tôi cũng đã có được một cái gì nhỉ? Một cái vườn nó hoàn chỉnh đúng không? Ngựa kìa. Xinh nhỉ, xinh nhỉ. Bạn muốn ăn đấy không? Có mua lúa không? Cái quái ông đó, nó con này nó có ăn được lúa anh các bạn đây này. Ấy thế nhưng mà không hiểu sao nó không có hiện trái tim. Thế tôi cứ tưởng là ngựa nó chỉ ăn cà rốt vàng chứ. Kệ bỏ đi anh ạ, đi về rồi. Cừu xám và cừu trắng. Tôi sẽ đặt tên con cừu xám là không biết đặt tên gì. Nào, đi nào. Rồi. Ôi rồi. Cừu cũng biết trượt băng luôn kìa. Trông đi nuột chứ kìa. Rồi, trượt trong điệu nghệ phết nhỉ. Giỏi phết đấy. Cố gắng lên nào. Đấy. Tôi nhận ra là tôi có cái siêu năng lực. Tạo băng chả được cái gì tốt lắm, trừ cái việc là mình đưa thú cưng về nhanh hơn anh em ạ. Đúng rồi, đi nào. Hai con là đủ, sau này mình có thể cho chúng nó ấy nhau để mà tạo giống mà đúng không? Thì vào đi. Đừng có tranh nhau, sau này chúng mày là vợ chồng đấy. Nhường nhau chứ. Ở đây. Rồi. Ngoan.
Ok nghe. Này, này, tôi cho chúng ăn này. Ăn đi, ăn đi, chơi nhau đi. Ra con đẻ cái đi. Nói. Cho hai con đợi này ăn này. Ăn đi. Tôi nhìn có lặn con nào. Đâu, có lặn con đâu. Sao mà không có lặn con đâu. Ôi, xinh đấy à. Bé tí các bạn. Tôi cái đầu của nó còn to hơn cái thân của nó. Cho bọn này ăn đi. Đấy, ăn đồng chơi nhau đi. Ơ, trứng chưa? Nè, thì nếu mà anh có trứng thì anh có thể ném nhá. Thì nếu mà may mắn đấy, thì nó may mắn thì nó sẽ rơi ra một con nhỏ. Hai con đợi cừu. Ê, con kia, ra đây, con xám. Rồi. Chuồng cuối không biết để cái gì anh em ạ. Anh em có muốn nuôi thỏ không? Nhưng mà thỏ mình phải kiếm ở sa mạc anh em ạ. Không kiếm được ở đây, thế nuôi mèo nhỉ. Ôi trời. Sao mà cái con này nó trèo lên tận đây này. Xuống đi em, thì em ngã là xương buồn lắm. Xuống đi em. Sao mà nó leo trèo gió. Ôi, gì ghê này. Ôi, cắc vậy. Đúng là dân chơi có khác anh em ạ. Rồi, đấy. Thế là chúng ta đã xong được cái ruộng rủng cái thứ đấy anh em. À. Ok anh em nhá. Thì hôm nay tới đây thôi nhá anh em. Đó, tôi đã xong được cái chuồng bò yêu quý của tôi rồi. Chuồng động vật. Đó. Xong rồi chuồng động vật rồi. Còn một ô ở đây. Không biết là cái ô này thì sẽ nuôi cái gì. Chuồng à, thế này là mình nuôi ngựa nhỉ? Hay mình nuôi ngựa nhỉ? Hay mình đi tìm ngựa về anh ạ. Về anh em nhá. Nuôi ngựa đi nhỉ. Đây, mang cái sắt đồ đi ấy con ngựa về. À đúng rồi, xương. Chuồng hay là chuồng cho xương. Ơ. À. Tôi để xương ấy rồi mà. Tôi để xương ở nhi. Tôi để xương ở tôi để xương ở lâu đài rồi. Sáng buổi sau anh em ạ. Sáng buổi sau tôi sẽ mang xương đi về. Nhưng mà không phải là đi về bằng đường trên mặt đất anh em ạ. Không phải là đi về bằng cái đường trên cái thế giới này, mà là đi về bằng đường dưới địa ngục anh em ạ. Tôi đưa xương vào trong địa ngục anh em ạ. Đây là con ngựa của tôi nhá, chứ tôi không đây là tôi sẽ đưa xương, ý là tôi đưa con ngựa của tôi vào trong địa ngục nhá, chứ mà nó không phải là, anh em đừng có hiểu lầm gì nhá. Đó. Rồi. Và tôi sẽ đưa con ngựa của tôi về nhà, con lừa của tôi, và tôi sẽ đưa cái chú lừa thân yêu của tôi về nhà bằng địa ngục anh em ạ, bằng cách đi qua địa ngục. Ghê không anh em? Thâm dẫn không? Con này. Nói. Đấy. À ui. Con ngựa là nó mặc giáp nha anh em. Nhưng mà con lừa thì nó sẽ không mặc giáp. Đấy, bây giờ chúng ta đi về thôi anh em ạ. Tôi đã có. Ui con ngựa này. Mèo kìa. Tôi xuống, tôi mở đường cho con này đi rồi. Con này tôi sẽ gọi nó là con đây con Tùng anh em ạ, con Tùng. Tùng ơi. Nhanh Tùng ơi. Đúng rồi. Trả lời. Vào Tùng ơi. Con to quá đâu, vào đây anh em ạ. Vào Tùng ơi, rồi. Yên đấy nhá. Ngoan. Đấy. Nhưng mà nó to này thì
Cứ mỗi lần mà mình ra thì mình cho ra bằng cách nào anh em? Mình mở cổng cái này nó còn chả tự ra được. Giờ sao anh ơi? To quá. Sao mà mấy con ngựa to thế? Kệ đi. Nào mà ra thì sẽ có cách ra anh em ạ. Không sao. Thốn nhỉ. Quá thốn anh ạ. Bây giờ chả biết cho nó ra bằng cách nào. Thôi rồi kệ đi. Nào tính sau. Đấy, sang buổi sau anh em nhá. Chúng ta sẽ mang xương đi về nhà bằng cách đi qua địa ngục các bạn. Ừ. Hôm nay tới đây thôi anh em nhá. Chào anh em nhá. Hẹn gặp lại anh em nhá. Chúc anh em một ngày tốt lành. Yêu anh em rất là nhiều.